Với Vietjet thì chúng ta tìm được các phần. À, 3.1 khả năng tổ hợp chung. General combining ability GCA. 3.2 khả năng tổ hợp riêng specific combining ability SCA. Chương 3 lai xa và tổ hợp và các giống lai tự nhiên ở cây rừng. Distant hybridization and natural hybrids in forestries. Một lai xa 1.1 khái niệm và ý nghĩa của lai xa. 1.1.1 khái niệm. 1.1.2 ý nghĩa. 1.2 đặc điểm của lai xa. 1.2.1 đặc điểm di truyền. Một chấm hai chấm hai hiện tượng không tụ tinh khi lai xa. 1.2.3 cây lai xa không kết hạt. Một chấm ba các phương pháp khắc phục hiện tượng không tụ tinh khi lai xa. 1.3.1 chọn bố mẹ thích hợp. 1.3.2 ghép cây làm bố và cây làm mẹ lên cùng một cây khác. 1.3.3 lai bắc cầu làm môi giới. 1.3.4 chuyển một phần đầu nhụy của cây bố lên nhụy hoa cây mẹ. 1.3.5 cắt bớt một phần vỏ nhụy của cây mẹ. Chúng ta phần 1.3.6 trộn phấn của loài cây mẹ đã bị giết chết bằng xử lý ethanol với hạt phấn của loài làm bố để tụ phấn cho cây mẹ. 1.3.7 dùng thụ phấn hỗn hợp. 1.3.8 dùng thụ phấn nhiều lần. 1.3.9 tạo môi trường thích hợp cho thụ phấn. Chúng ta phần của ngày hôm nay là 1.3.10 dùng phương pháp lai thuận nghịch. Trong một số trường hợp lai thuận nghịch reciprocal crossing thì lai thuận thành công nhưng lai nghịch lại không có kết quả. Đó là trường hợp lai giữa Anus rubra và Aglutinosa thì lai thuận Anus rubra x Aglutinosa thành công và tạo được cây lai, nhưng lai nghịch Aglutinosa x Anus rubra đã không tạo được không tạo được lai hạt không tạo được hạt lai. 1.3.11 tạo đa bội cho một trong hai loài bố mẹ. Trong một số trường hợp hai loài nhị bội 2N với nhau không thành công thì lai cây tứ bội 4N với cây nhị bội 2N đã thành công. Đó là trường hợp lai Medicago sativa 4N với M. phancata 2N tạo đa bội cho một trong hai hoặc cả hai loài bố mẹ cũng được. Một số nhà chọn giống áp dụng thành công cho lai giống cà chua Lycopersicum và lai giống đậu Vicia SP. Trong một số trường hợp, việc xử lý đầu nhụy cây mẹ bằng gibberellin để kích thích hạt phấn nảy mầm đã được Zhukov 1968 sử dụng để lai thành công các loài anh đào Cerasus vulgaris với C. avium chiếu xạ cũng là một biện pháp khắc phục khó khăn khi lai xa. 1.3.12 nuôi cấy phôi trong môi trường nhân tạo. Trong một số trường hợp lai xa không thành công và là do phôi đa tụ tinh không phát triển bình thường, nhưng hiện tượng tiêu phôi với tỷ lệ xảy ra ở chỉ có 3 lá. Hoặc phát hiện phôi nội nhũ không cân đối hoặc nội
nhũ hoặc phôi kém phát triển. Họ xuất hiện không bào làm nghèo các cơ quan tự. Trong những trường hợp này, người ta dùng kỹ thuật nuôi cấy phôi trong môi trường nhân tạo đáp ứng sự thiếu hụt dinh dưỡng. Sự thiếu dinh dưỡng và kích thước kích phôi tiếp tục phát triển đã tạo được cây Lysa. 1.4 Lysa bằng dung dịch là dung hợp tế bào trần và kỹ thuật chuyển gen. Lysa bằng dung hợp tế bào trần và kỹ thuật chuyển gen. 1.4.1 Lysa bằng kỹ thuật dung hợp tế bào trần protoplast fusion. Khác với tế bào hoàn chỉnh, các tế bào trần protoplast của thực vật có thể dễ dàng tiếp nhận ADN hoặc cơ quan tự organelle và có thể dung hợp các tế bào trần của các loài khác hoặc khác chi. Thậm chí khác chi, dung hợp tế bào trần là một phương pháp lai tế bào soma cho phép tạo ra các genotype đa dạng không có trong tự nhiên hoặc không thể thực hiện bằng các phương pháp lai giống lai thông thường giữa các loài. Là kỹ thuật để mở rộng cơ hội lai giống. Khi kết hợp với nuôi cấy tế bào thì kỹ thuật này có tiềm năng to lớn trong việc tạo ra các giống mới, hơn nữa sự việc tạo ra các vector chuyển gen giữa các thực vật và di sinh vật. Cũng như ngược lại đã cho phép chuyển gen trong phạm vi rộng bao gồm cả vi sinh vật, thực vật và động vật để chuyển các tình trạng có lợi trong chọn giống thực vật Khurana và Khosla 1998. Phối hợp dung hợp tế bào trần với thuật biến nạp gen cho phép chuyển gen chống chịu sâu của Bacillus thuringiensis. Gen kháng thuốc diệt cỏ Agrobacterium tumefaciens và Arizogenes cho một số giống dương Populus trichocarapa XP deltoides PA alba XP grandi delta vân vân. Một số giống bạch đàn cũng sự tính chống chịu sâu cho thông dụng lá
Decidua Maris. Decidua mặc dầu để thành công còn cần chọn cho cây trụ có kiểu gen nhạy cảm và xác định phương pháp nuôi cấy in vitro thích hợp. Tế bào soma đã phân hủy vỏ cứng. Không có để thành công còn cần chọn cho cây trụ có kiểu gen nhạy cảm và xác định phương pháp nuôi cấy với in vitro thích hợp. Tế bào soma đã phân hủy vỏ cứng vách tế bào. Bằng enzyme thụy phân trở thành tế bào trần dùng hóa chất polyethylene glycol PEG. Tế bào soma bằng enzyme thủy phân trở thành tế bào trần dùng hóa chất polyethylene glycol. PEG tạo ra tạo lực hút giữa các tế bào trần để chúng dung hợp với nhau hoặc dùng kỹ thuật sung điện trong thời gian ngắn để tiếp xúc ở màng hai tế bào bị vỡ và dung hợp với nhau tạo thành tế bào dung hợp bằng kỹ thuật tái tổ hợp ADN recombination DNA technique. Người ta có thể chuyển thành cơ quan tự organelle và các gen cố định chạm trong các phòng thí nghiệm Khurana và Khosla. Hình 3.3 tăng khả năng kết hợp nhân và tế bào chất khi dung hợp tế bào trần và dung hợp tế bào trần. Chúng ta có thể tạo ra các kiểu gen mới không có trong tự nhiên gồm những gen khác nhau hoặc không thể tạo ra lai giống thông thường. Đây là một công cụ để mở rộng cơ hội lai xa, làm tăng tính biến dị di truyền của những loại loài đơn dạng di truyền và không thể lai với loài khác. Dung hợp tế bào trần của hai loài A và B xảy ra trong môi trường nhân tạo
tạo ra tế bào lysoma một cách ngẫu nhiên. Tế bào chân thực di chuyển qua hệ mẹ trong dung hợp tế bào chân nhân và các cơ quan tử organelle ở tế bào chất của hai loài có thể trao đổi cho nhau theo các kiểu khác nhau. Sử dụng phương pháp gen chỉ thị kết hợp với chọn lọc có thể chọn ra các tế cá thể lan như hình 3.3 trong môi trường nuôi cấy có thể sử dụng hiệu quả phát triển của khối tế bào lysoma để chọn lọc ở bố mẹ. Khối calyx phát triển chậm. Phát triển chậm trong khi khối calyx của cơ thể lại phát triển nhanh, có khả năng sinh trưởng tái sinh lớn trên lớn lên khối calyx của bố mẹ. Ví dụ dung hợp Nicotiana. Trường hợp Nicotiana silvestris cộng N-cnitiana dùng dấu dương để thể sự để biểu thị sự dung hợp của calyx của bố mẹ khả năng tạo trôi kém chỉ phát triển trên môi trường có phytohormone trong khi calyx của cơ thể lai có thể phát triển trên môi trường không có phytohormone. Có thể dùng các cách phân tích khác nhau để phân lập thể hạn lai như phân lập thể lysoma như quan sát hình thái thử nghiệm tính chống chịu phân tích bộ nhớ giác thể phân tích hình đa hình protein phân tích đa hình các đoạn cắt ADN ở giới hạn RFLP restriction fragment length length polymorphisms hoặc các phương pháp chỉ thị phân tử khác. 1.4.2 kỹ thuật biến nạp gen biến nạp gen genetic transformation là phương pháp được dùng để chuyển một số gen chống chịu sâu bệnh thuốc diệt cỏ hoặc các gen có lợi vào các thực vật bằng công nghệ chuyển gen. Đây là một trong những thành tựu công nghệ sinh học có thể áp dụng vào chọn giống cây từng một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
muốn chuyển gen vào tế bào cần các vector chuyển gen cho những gen thành phần và các vùng chức năng khác, giúp gen bảo toàn tính năng của nó, sao mã và dịch mã, đồng thời có thể hợp nhất một cách có hiệu quả vào bộ gen của tế bào nhận. Đây là những plasmid phân tức phân tử ADN mạch vòng nằm trong tế bào chất ngoài thể nhiễm sắc. Cho những gen thành phần và các vùng chức năng khác, giúp gen bảo toàn tính năng của nó và sao mã và dịch mã, đồng thời có thể hợp nhất một cách có hiệu quả vào bộ gen của tế bào nhận. Đây là những plasmid tức phân tử ADN mạch vòng nằm trong tế bào chất ngoài thể nhiễm sắc, có khả năng tái bản độc lập với sự tái bản ADN để nhiễm sắc của tế bào vi khuẩn, có thể mang được gen cần chuyển cho tế bào nhận. Plasmid được sử dụng rộng rãi trong chuyển gen ở thực vật bắt nguồn từ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, có khả năng tạo khối u tumor ở thực vật, hoặc từ Rhizomyces nhân tố gây khối u là T-plasmid tumor induclin. Plasmid được tìm thấy ở tất cả các chủng A tumefaciens gây nhiễm và tồn tại bền vững ở nhiệt độ dưới 30 độ C. Đây là một phân tử ADN mạch vòng sợi kẽm có kích thước 200.000 cặp bases và tồn tại trong tế bào như một đơn vị sao chép độc lập. Phân tích di truyền cho thấy T-plasmid có 4 vùng tương đồng, trong đó vùng T-ADN và vùng gây độc vùng VIR liên quan trực tiếp đến sự hình thành khối u ở thực vật. Hai vùng còn lại chưa gen mã hóa cho việc sao chép plasmid và chuyển nạp. Trên T-plasmid chỉ có vùng T-ADN được chuyển từ vi khuẩn sang genome của cây bệnh và tồn tại bền vững ở đó. Tuy nhiên, vùng này lại không mã hóa những sản phẩm trung gian cho quá trình chuyển T-ADN mà cần có sự giúp đỡ và gửi sự giúp đặc biệt của các gen gây khối u nằm trên vùng VIR và trên thể nhiễm sắc của vi khuẩn gen CHP vùng VIR khoảng 40.000. Lại không mã hóa những sản phẩm trung gian cho quá trình chuyển T-ADN mà cần có sự chủ giúp đặc biệt của các gen gây khối u nằm trên vùng VIR và trên thể nhiễm sắc của vi khuẩn gen CHV vùng VIR dài khoảng 40.000 cặp base làm nhận chức năng gây nhiễm T-DNA.
Thì DNA được giới hạn bởi một đoạn trình tự lặp lại gần như hoàn toàn, 35 25 cặp ba giờ gọi là đoạn biên T-ADN mạch đơn được tách từ hai đoạn biên này và được chuyển vào tế bào cây chủ như cơ chế tiếp hợp của hai vi khuẩn Nguyễn Hồng Minh 1999, Phạm Thành Hộ 1998. ADN được gắn vào một plasmid chuẩn tạo thành một vector trung gian. Vector trung gian này được chuyển vào tế bào Escherichia coli, sau đó chuyển vào tế bào vi khuẩn A tumefaciens có chi tế plasmid nguyên thủy theo cơ chế tiếp hợp của hai tế bào vi khuẩn. Tại đây, hai plasmid tiếp hợp với nhau theo đoạn tương đồng T-ADN và xảy ra quá trình tái tổ hợp để thu được vector liên hợp gồm T plasmid, T ADN gen cần chuyển và các hệ thống di truyền khác. A tumefaciens mang vector liên hợp này được cho lây nhiễm với tế bào thực vật để chuyển gen. Chuyển gen bằng súng bắn gen Vesicle Bombardment là một trong những kỹ thuật đưa trực tiếp các gen ngoại lai vào tế bào, một trong những dụng cụ bắn gen đầu tiên được tạo ra dựa trên cơ sở lực gia tốc của các hạt Wolfram được bọc bởi các phân tử ADN trong môi trường chân không với tốc độ lại cho phép trên thẳng vào các mô sinh học do các Wolfram gây độc đối với mô thực vật. Người ta thay thế bằng các hạt vàng Russell và cộng sự 1992. Chuyển gen bằng súng bắn gen được áp dụng cho cả vi khuẩn nấm tạo lẫn các tế bào động thực vật bậc cao. Phương pháp này được áp dụng đặc biệt có hiệu quả ở những loài cây trồng mà việc chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium khó thực hiện do không mẫn cảm với Agrobacterium hay khả năng tái sinh kém. Hiệu quả bắn gen phụ thuộc vào các yếu tố vật lý như vận tốc, số lượng và kích thước hạt và lượng ADN bọc hạt hay vuông vàng hay Wolfram. Để đạt hiệu quả tối ưu phải có sự cân bằng giữa lực xuyên qua của hạt và mức độ tổn thương mô bị bắn. Hệ thống các vector được dùng trong các phương pháp biến nạp gen trực tiếp, biến nạp bằng súng bắn gen, bằng phương pháp xung điện tim vi tiêm hoặc chuyển ADN trực tiếp vào tế bào xử lý PEG là các vector có kích thước 4.000 đến 7.000 cặp ba giờ hoặc có kích thước lớn hơn 9.000 đến 11.000 cặp ba giờ. Người ta có thể dùng các plasmid dạng mạch thẳng hoặc
mạch vòng để biến áp gen sau dạng mạch thẳng thường cho hiệu quả hơn, cũng như plasmid dạng sợi đơn thường cho tần số điện số biến áp cao hơn dạng sợi đôi. Khó thực hiện do mẫn cảm với Acrobacterium hay khả năng tái sinh kém hiệu quả. Bản gen phụ thuộc vào các yếu tố vật lý như vận tốc, số lượng và kích thước hạt và lượng ADN hoặc bọc hạt vàng hay Wolfram để đạt hiệu quả tối ưu phải có sự cân bằng giữa lực xuyên qua của hạt và mức độ tổn thương mô bị bắn. Hệ thống các vector được dùng trong các phép pháp biến nạp gen trực tiếp biến nạp bằng súng bắn gen bằng phương pháp súng điện vì tiêu hao chuyển ADN trực tiếp vào tế bào bằng xử lý PEG. Là vector có kích thước 4.000 đến 7.000 kPa hoặc có kích thước lớn hơn 9.000 đến 11.000 kPa. Người ta có thể dùng các plasmid dạng mạch thẳng hoặc mạch vòng để biến dạng gen song dạng mạch thẳng thường cho hiệu quả cao hơn, cũng như plasmid dạng sợi đơn thường cho tần số biến nạp cao hơn dạng sợi đôi. Đối tượng bắt gen là các tế bào thể huyền phù, tế bào tách rời, tế bào chân, phô soma, phôi non, hợp tử, lá mầm và các mô khác. Súng bắn gen là một thiết bị đặc biệt có đủ sức nén tốc độ bắn nạt, tốc độ bắn hạt 330 m/s để bắn các vi hạt vào tế bào của cây cần chuyển gen. Mật độ hạt được điều chỉnh hợp lý để không làm tổn thương tế bào sau khi bắn xuyên các tế bào thực vật được nuôi cấy, phân lập và chọn lọc. Nhưng tế bào cho gen đã chuyển nạp và tái sinh thành cây hoàn chỉnh Bridge và cộng sự 1997. Phương pháp bắn gen đã được sử dụng có kết quả một cho một số cây nông nghiệp ngắn ngày. Gen độc lạ delta endotoxin của các Bacillus thuringiensis gen TB, gen BT đã được biến đạt bằng súng bắn gen Bastico gắn cho hai giống riêng lai Populus alba pygadi dentata và PA3
XP những dòng này được biến nạp gen BT có khả năng cho chiều cao với sâu ăn là thuộc bộ kênh phấn Lepidoptera như Malacosoma dischia là và Limantia dispar nên BT cũng được biến nạp thành công bước đầu trong một số loại cây lạc kim như Rarex decidua thông qua Agrobacterium cryogenes Kanoski và cộng sự 1998. Các loại cây có chuyển gen chứa chất độc BT đã có tác dụng làm giảm rõ rệt sâu ăn lá Limacia dispar so với cây đối chứng không chuyển gen. Bằng 3.3 khối lượng 10 sâu non Limacia và lá ban đầu sau 7 ngày nuôi bằng 1,5 g lá Larix decidua có biến nạp gen và không biến nạp gen. Công thức đối chứng đã biến nạp gen khối lượng sâu ban đầu mg 10,4 cộng trừ 1,1 10,8 cộng trừ 1,4 khối lượng sâu sau 7 ngày mg bình 36,6 cộng trừ 7,14 27,7 cộng trừ 5,6 khối lượng lá còn lại g 0,23 cộng trừ 0,007 0,57 cộng trừ 0,008 chỉ số trung bình không sai khác nhau p là hơn 0,57 chỉ số trung bình khác nhau có ý p dưới 0,05. Một số năm để khắc phục hiện tượng cây lai có kết hợp để tạo ra cây lai ưu thụ có thể dùng các phương pháp sau đây. Một số là chấm một trong cây lai có điều kiện thích hợp tạo điều kiện cho hệ thống sinh sản. Một chấm là chấm trồng cây lai trong điều kiện thích hợp tạo điều kiện cho hệ thống sinh sản được hồi phục và phát triển đầy đủ Visturin tại lai mận hoa đỏ Prunus sp với mận hoa tím thì cây lai trong 2 năm đầu không ra hoa năm thứ tư trong một số hạt không nảy mầm đến năm thứ bảy chuối cho hạt có sức sống tốt. Năm 1.5.2 dùng phương pháp tiếp cận vô tính bằng cách lấy cành cây lai không kẻ hạt ghép lên cây bố hoặc cây mẹ hoặc cây thứ ba bắt cây lai chịu sự huấn luyện của chúng.
Một trả lời một phương pháp tiếp cận vô tính bằng cách lấy cành cây lai không kết hạt ghép lên cây bố hoặc cây mẹ hoặc cây thứ ba, bắt cây lai chịu sự huấn luyện của chúng, khôi phục dần hệ thống sinh sản và tiếp cận với một thành phần nào đó, ra hoa kết quả được cây lai Prunus Ameniaca Xerasus của Michurin có những hoa không kết quả. Khi ghép lên Prunus avium thì dưới ảnh hưởng của gốc ghép đến năm thứ hai kết hợp ra hoa kết quả bình thường. Một trận lần trận ba dùng phấn hoa thích hợp để thụ phấn bổ sung. Gốc ghép đến năm thứ hai ra hoa kết quả bình thường thì dưới ảnh hưởng của gốc ghép đến năm thứ hai ra hoa kết quả bình thường. 105.3. Dùng phấn hoa thích hợp để tụ phấn bổ sung, có thể cho một hỗn hợp các hạt phấn giống với bố mẹ để tụ phấn bổ sung, tạo điều kiện cho quá trình tụ phấn của cây lai tiến hành tốt. Cũng có thể thường dùng phương thức thụ phấn thích hợp để tạo điều kiện cho cây lai kết hạt Petrov lai anh đào Cerasus với hạnh nhân Peronus Ameniaca thu được cây lai mấy năm đầu thụ phấn nhân tạo không kết hạt, nhưng sau đó dùng ong thụ phấn đã kết hạt bình thường. 105.4. Dùng các nhân tố vật lý và các hóa học để xử lý cây lai. Các nhân tố vật lý hóa học có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cây lai, làm cho quá trình sinh lý và sinh hóa thay đổi và trở thành cây phát triển bình thường. Theo Dubini thì dùng colchicine, tia X, tia tử ngoại, tia rhen có thể làm chuyển một mảnh thể nhiễm sắc và làm cho quá trình phân bào giảm nhiễm tiến hành bình thường, tạo ra rau tự hữu thụ. Từ năm 1912, người ta đã phát hiện được trong cây lai Primula floribunda 2N18 với P Vetiver lata 2N18 có một số cây do tăng đôi số lượng nhiễm thể sắc thành thể sông nhị bội Aphidipoloid 2N36 mà trở thành cây lai hữu thụ. Cây lai tự nhiên hữu thụ để thể sông nhị bội cũng được phát hiện ở giống lai Acaecolus excanea do lai giữa A. hippocatenum với A. pavia softet 1929. Nói chung, do thể nhiễm sắc được tăng bội mà bộ gen được cân đối và hoạt động giảm nhiễm được tiến hành bình thường từ năm 1917. Vinke đã đề ra giả thuyết dùng đa bộ lai aloploidy để thu nhận ở nhận các dạng cây ăn quả từ bội ổn định.
Từ năm 1900 đây đây bộ lai để thu phấn được bộ tự cây ăn quả từ bộ ổn định 1.5.5 dùng lai trở lại Justin lai lúa mì Justin cùng acetivum với băng thảo Agropyrum glaucum đã thu được cây lai hữu thụ từng phần. Sau đó dùng cây lai này lai với lúa mì kết hợp. Thường với việc chọn lọc các tính chất quý của lúa mì và băng thảo đã thu được cây lai hữu thụ gồm một bộ gen của lúa mì và là mật tổ gen của băng thảo. Và 4.304 lai trở lại Epirubium lutenum 1Y với Ehizotum H và cây lai IH4 tổ hợp lai HX1 HLXL HXLH4 XY LH4 XH XL LXH kiểu hình ở F1. Chờ rộng lá mm 20,8 20,8 23,4 23,7 kích thước khoa mm 4,6 nhân x3 x4 4,6 x3,5 9,6 x7,8 10,7 x2 x9,2 tỷ lệ hạt phấn hữu thụ phần trăm 0,022,3 14,6 Tenoski đã dùng nhị bội các nguồn làm cầu để khôi phục tính hữu thụ của cây lai và truyền các tính chất quý của cây hoang dại cho cây trồng thuốc lá để tạo loại thuốc lá thuốc được bệnh đốm lá Tenoski đã lai Nicotiana glutinosa N bằng 12 với N tabacum Dubex 44 N bằng 24 chọn loại N tabacum Dubex 44 là loại quý nhất làm bố lại với N glutinosa tạo được cây lai sau nhị bộ Aphidiploid hữu thụ từng phần có tính chống bệnh khá nhưng thiếu các tính chất quý của thuốc lá đu bách ông đã cho lai trở lại với đu bách tạo thành cây lai có một bộ gen của N glutinosa và hai bộ gen của đu bách sau đó lấy cây lai hữu thụ của từng phần này lai trở lại với đu bách một số lần cuối cùng tạo ra cây lai hữu thụ mà tất cả nhiễm sắc của N-glutinosa bị thay thế bởi N-tabacum nhưng một số mảnh thể nhiễm sắc có gen chống bệnh đốm lá được truyền lại cho thuốc lá. Một người gái là mảnh đau tóm lại lai xa là một trong những con đường tổ hợp loài tạo nên những cây lai kết hợp các bộ nhân sắc khác nhau và là nguồn biến dị quan trọng cho chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. Lai xa cho phép chúng ta tổng hợp được các tính chất quý giá của các loại cây dại và cây trồng tạo nên bởi liên quan đến các giống mới có năng suất cao và có tính chống chịu với điều kiện bất lợi. Lai xa cũng cho phép phân tích tổ nhiễm sắc của các loài và phân tích phát triển hệ thống của loài với
Việc sử dụng sinh sản sinh dưỡng và khôi phục cây lai hữu thụ lai xa ngày càng có ý nghĩa to lớn trong chọn giống. Tính cho chịu với điều kiện thuận lợi, LISA cũng có phép phân tích tổ nhiễm sắc của các loài và phân tích phát triển hệ thống của loài. Với việc sử dụng sinh sản sinh dưỡng và khôi phục cây lai hữu thụ, LISA ngày càng có ý nghĩa to lớn trong chọn giống. 2. Các sống lai tự nhiên ở cây rừng. Hai, các giống tương lai tự nhiên ở cây rừng 2.1. Giống lai tự nhiên và giá trị của nó trong cải thiện giống cây rừng. Trước hết cần nói rằng không lai, giống lai tự nhiên (natural hybrids) trong lâm nghiệp về cơ bản là những giống lai khác loài (interspecific hybrids). Mặc dù lai giống tự nhiên cũng xảy ra trong loài, song các giống lai tự nhiên trong loài rất khó phát hiện. Hai trên một giống lai tự nhiên và giá trị của nó trong cải thiện giống cây rừng. Trước hết cần nói rằng giống lai tự nhiên (natural hybrid) trong lâm nghiệp về cơ bản là những giống lai khác loài (interspecific hybrid). Mặc dù giống lai tự nhiên cũng xảy ra trong loài, song các giống lai tự nhiên trong loài rất khó phát hiện. Và cũng ít có ý nghĩa. Về tiến hóa nên ít được chú ý. Các giống lai tự nhiên đã được phát hiện ở chi Larix PCA, PCA, Betula và các chi khác đều thể hiện có ưu thế lai dubinin. 1971, giống lai tự nhiên cũng được tìm thấy khá phổ biến ở một số loài thuộc các chi Pinus, Quercus, Scolus và Platanus. Ví dụ ở bang Pennsylvania của Mỹ ta thấy 17 loài quy sớt có lai tự nhiên khác loài Trisman 1955. Đã thấy 17 loài Quercus có lai tự nhiên khác loài Trisman 1955, Sirac Larsen 1956 cho rằng cây sồi cổ thụ 1.800 đến 900 năm tuổi ở Đan Mạch không phải là Quercus robur thuần mà là cây lai tự nhiên giữa Quercus robur với Quercus petraea.
chúng ta sẽ đúng ra biết rằng cây lai là kết quả của một tổ hợp các kiểu gen genotype khác nhau để tạo nên một sinh vật mới mang tính trạng trội của bố mẹ mang hai tính trung gian của chúng, đồng thời có điều kiện khác với bố mẹ ban đầu. Cây lai F1 thường có ưu thế lai rõ rệt về sinh trưởng và đặc điều nhiều đặc trưng quan trọng khác đến đời F2 và các thế hệ sau có hiện tượng lai tổ hợp và phân ly nên nhiều dạng mới đã được tạo ra mà trước đó chưa có. Lai tự nhiên xảy ra một cách tự phát spontaneous nên bất kỳ cây bố mẹ nào có khả năng phù hợp di truyền và sinh lý đều có thể lai với nhau để tạo cây lai như vậy. Tham gia giống bao gồm cả những cây thì tốt nhất lẫn những cây xấu nhất, bao gồm cả cây sinh dưỡng nhanh nhất, hình dáng thân đẹp nhất lẫn những cây sinh trưởng đậm chậm và hình dạng thân xấu nhất. Hình dạng thân xấu nhất cũng như rất nhiều kiểu hỗn hợp của những cặp tính trạng như như sinh trưởng, tính chống chịu, hình dạng thân, lá hoa, quả và các đặc trưng khác. Nói cách khác, khi lai tự nhiên bố mẹ là những kiểu genotype và những kiểu hình phenotype hết sức khác nhau nên cây lai F1 được tạo ra cũng hết sức đa dạng về tất cả các tình trạng có được bố mẹ. Mặt khác, không phải là tất cả các ưu thế lai cảm nhận chung ưu thế lai thường không thể hiện trong một số lượng đáng kể cây rừng van bougie thế nên 1969. Vì thế các cây lai tự nhiên natural hybrid là một nguồn thực liệu với nhiều kiểu biến dị hết sức phong phú, chọn giống cây rừng và là một trong những nhân tố quan trọng của tiến hóa thực vật. Là một trong những nhân tố quan trọng trong của tiến hóa thực vật, Robert và Talbot 1984 đã nhận định rằng điều hết sức quan trọng đối với các nhà di truyền và cải thiện giống cây rừng là nhận thức được lai giống ở cây rừng thường xuyên tồn tại trong tự nhiên. Mặc dù các cây lai có thể đặt ra nhiều vấn đề thực tế từ quan điểm phân loại thì kết quả của lai giống có thể vẫn là vô giá cho các trường trong trong các chương trình chọn giống.
Robert và Talbot 1984 đã nhận định rằng điều hết sức quan trọng đối với các nhà di truyền và cải thiện giống cây rừng. Vô giá cho các chương trình chọn dòng. Thì chọn lọc giống các giống mới suy sạo và nhạy cảm kinh tế là những đòi hỏi cần có thể lựa chọn các cho những tổ hợp lai có ích sẵn có trong thiên nhiên bất kể lâu dài đối với tiến hành đối với tiến hóa và hình thành loài như thế nào thì lai giống. Bất kể lâu dài đối với tiến hóa và hình thành loài như thế nào thì lai giống và giống lai đã tạo nên bốn biến dị di truyền tuyệt vời mà các nhà chọn giống cây rừng phải nhận thấy đánh giá và sử dụng. Rõ ràng các giống lai tự nhiên là một nguồn biến dị vô cùng phong phú và đa dạng. Muốn sử dụng giống lai tự nhiên có một cách có hiệu quả phải tiến hành chọn lọc và khảo nghiệm một cách nghiêm túc, đồng thời phải có phương pháp nhân giống thích hợp.